Cô đúng là một kẻ thủ đoạn đáng sợ. Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Má về hưu được rồi đó. Cái gì? Con nói là má cũng có tuổi rồi, má nên về hưu đi. Cô nói cái gì? Nói thẳng ra, con cũng chỉ muốn má làm một điều, là rời khỏi cái chức bà tổng giám đốc công ty cổ phần bánh kẹo Thành Phát. Sau này mọi chuyện về đối ngoại liên quan đến danh tiếng và lợi nhuận gia đình, má cứ để cho con lo.